thang sao nó đâu, sao cô nói nó là dễ thương mà nó còn đánh, nó đánh yêu á, nó đánh cưng á. Hay là mình xô nó một cái đi, hay là mình xô nó. Rồi con vẽ đi. Hay là mình giật cái tóc của nó đi. Hay là mình đạp cái đít của nó đi. Đạp cái đít của nó ở đây. Ok, đọc sách. Con đọc từ đầu được không? Ok, đọc bất kể trang nào con lật ra không kén chọn. Em bị uống nước bằng thứ nào? Còn hai cái chữ kia đâu? Chữ này đâu? Bơ đâu? Đồ vật tiếp nào? Xuống dưới tôi khổ quá, không kén chọn, mở ra đọc tất cả. Đây thì đọc ở trên thôi chứ không đọc ở dưới. Đọc ở trên xong hết á rồi mới chuyển sang đọc. Okay. Ở dưới. Ok, đồ nhút nhát đọc. Anh lật qua trên này thôi, đọc dưới rồi cho nó lẹ. Đúng rồi. Là... thua cái gì? Nhưng mà đó thua cái... phụ âm đúng không? Dạ. W. W và U tạo thành chữ W. Yeah.